Chào mừng các bạn đã đến với Nghe Nhìn Audio. Đây là AKG Lyra, chiếc mic đã quá nổi tiếng dành cho streamer, dành cho những người yêu thích âm nhạc, chuyên thu voice hay là phỏng vấn, hay là chúng ta cũng có thể sử dụng nó để thu những cái âm thanh của nhạc cụ rất là đã, với độ phân giải cao và chúng ta cũng sẽ có chất lượng cực kỳ tuyệt vời. Đây là một chiếc mic rất nhiều người muốn sở hữu nó, nhưng với mức giá lên tới hơn 5 triệu thì không phải ai cũng có một túi tiền xông xênh để có thể sở hữu. Thế nên hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một phiên bản thu gọn, một phiên bản giá rẻ hơn của AKG Lyra. Nó sẽ có tên là AKG Ara. Mặc dù gọi là phiên bản thu gọn nhưng nó sẽ không thu gọn quá nhiều đâu. Cụ thể như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau unbox và chia sẻ về AKG Ara nhé. Quên mất, chưa chia sẻ đến cho các bạn về giá bán của AKG Ara, thì con mic này nó sẽ có mức giá dễ chịu hơn AKG Lyra rất là nhiều. Tức là nó sẽ chỉ nằm ở trong khoảng là 2.990.000 mà thôi. Tức là khoảng tầm là 3 triệu. Nó rẻ hơn gần một nửa so với con AKG Lyra các bạn ạ. Và nếu như các bạn chịu khó đi săn sale các thứ này kia thì đôi khi chúng ta sẽ có mức giá rẻ hơn nữa, tốt hơn nữa. Về quy cách đóng gói cũng như là cách để lấy sản phẩm ra thì mình thấy rằng nó giống y hệt AKG Lyra mà thôi. Khi mà đặt hai anh em nó cạnh nhau thì các bạn có thể thấy rằng là trời ơi, con AKG Ara này nó còn đẹp hơn cả con Lyra mà mình đã mua từ trước các bạn ạ. Các bạn thấy không? Nhìn bên ngoài nó thon hơn, nó gọn hơn, nhìn nó bầu bầu, nó tròn tròn và nó tinh tế hơn hẳn so với con AKG Lyra. Nhưng mà không sao, dù gì đi nữa thì AKG Lyra nó cũng là một phiên bản full hơn, với những cái chuẩn, với những chất lượng cao hơn, nên chúng ta vẫn có thể chấp nhận được những cái vấn đề này. Ok, nhìn kỹ hơn về AKG Ara đi, thì các bạn sẽ có phần mic ở bên trên với thiết kế vô cùng nhỏ gọn. Nó thon thon và nó cũng sẽ có hai cái núm để cho các bạn có thể là tinh chỉnh một số những cái mode. Đầu tiên, cái núm bên trên này sẽ là cái núm để cho các bạn có thể chỉnh được cái mode thu, đó là front hoặc là front and back. Tức là các bạn có thể thu theo hướng trước mặt hoặc là hướng trước mặt và hướng đằng sau, để tùy trong từng cái trường hợp sử dụng cụ thể. Ví dụ như các bạn thu âm một mình, hoặc là các bạn thu âm để có thể là phỏng vấn chẳng hạn, thì chúng ta có thể để ở giữa như thế này và thu hai đầu. Tiếp tới ở bên dưới thì các bạn sẽ có một cái núm để có thể là chỉnh được volume. Đây là cái núm chỉnh volume dành cho tai nghe, đúng không ạ? Bởi vì là đối với cái con mic đến từ AKG này, AKG Ara này, thì nó sẽ có một cái line để cho các bạn có thể nghe kiểm âm. Và theo như AKG công bố ấy, cái line kiểm âm này nó sẽ có độ trễ gần như bằng không. Tức là các bạn khi mà nói vào mic, các bạn ngay lập tức có thể nghe trực tiếp bằng tai nghe mà không hề có độ trễ. Đây là một cái điều mà mình rất rất thích trên sản phẩm của AKG. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có thêm một cổng USB-C để có thể kết nối tới những thiết bị như là laptop, như là điện thoại. Ví dụ như các bạn muốn kết hợp đến laptop, kể cả Win hay là những thiết bị chạy Mac, các bạn sẽ chỉ cần cắm vào đây là cổng USB-C và cổng A cắm vào thiết bị máy tính của các bạn. Còn khi các bạn muốn kết nối tới smartphone thì các bạn sẽ cần một sợi dây đặc biệt hơn một tí, đó là sợi USB C2C. Thì một đầu C các bạn sẽ cắm vào cái mic này, còn đầu còn lại các bạn sẽ cắm tới thiết bị điện thoại. Thì khi đó chúng ta có thể sử dụng trực tiếp cực kỳ ngon lành mà không phải sử dụng tới những thiết bị khác, ví dụ như là mixer, mixiếc này kia cho nó rườm rà. Nói chung đây là một trong những cái điểm rất là mạnh khi mà chúng ta sử dụng những cái thiết bị micro AKG Lyra hoặc Ara. Với phần chân đế của chiếc AKG Ara này thì chúng ta vẫn sẽ có chất liệu hoàn thiện từ nhôm và nó sẽ rất là cứng cáp cũng như là nặng, sẽ không dễ bị đổ trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Tất nhiên khi mà các bạn muốn treo cái thiết bị mic này lên giá thì các bạn sẽ phải có một cái tay cầm, ở đây thì mình không có sẵn, và các bạn cũng sẽ phải kết hợp với con ốc mà AKG sẽ tặng sẵn ở trong đây. Tức là chúng ta sẽ tháo cái vị trí này ra và vặn con ốc vào thì khi đó chúng ta có thể treo được. Bên trong cái sản phẩm này thì AKG cũng sẽ tặng sẵn đến cho các bạn một sợi cáp USB A2C chuẩn 2.0 để có thể kết nối mic đến những thiết bị máy tính. Về chất lượng thu của AKG Ara thì nó sẽ có độ phân giải lên tới là 96 kHz, 24 bit, SPL tối đa sẽ là 120 dB và đáp ứng tần số từ 20Hz cho tới 20 kHz. Tức là về cái resolution nó đã bị thu gọn lại một nửa so với con AKG Lyra mà mình đã sử dụng, nó sẽ là 24 bit và 192 kHz. Nhưng mà các bạn đừng lo lắng quá, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test âm khi mà thu bằng AKG Ara xem nó sẽ như thế nào nhé. Thank you.
qua đoạn thu âm test vừa rồi và cũng như là những thứ mà mình đã chia sẻ về con AKG ARA đến cho các bạn, thì các bạn có thể thấy rằng là với một mức giá rẻ hơn là một nửa, nhưng chúng ta vẫn có chất lượng rất tốt từ thiết kế build hoàn thiện này cho tới việc là chất lượng thu âm của chiếc AKG ARA. Nó hoàn toàn xứng đáng là một chiếc mic để cho các bạn có thể lựa chọn trong rất nhiều công việc sắp tới, ví dụ như streamer hay là sử dụng mic để có thể là thu âm phỏng vấn, hoặc là các bạn sử dụng nó trong mục đích đó chính là thu âm những cái thiết bị nhạc cụ âm nhạc, hoặc là các bạn hát cover chẳng hạn. AKG ARA đều có thể đáp ứng được. Còn các bạn thấy sao về chiếc mic này, hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dại tại đây nhá. Các bạn click đừng quên để một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Nghe Nhìn Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.